Chào mọi người, hôm nay mình ghé đây đi chợ chợ ngồi trong hồn á, nhưng mà bán được rất là nhiều đồ ngon nha. Em gái mình đang mua mướp này. Những cái mướp này non ngon lắm nha. Ấy nhìn ngon ơi là ngon luôn, non phải không? Ngon lắm. Mấy trái ổi đã chưa? Chuối xanh rồi, mấy cái cây đầu rồng rồi. Tươi non luôn. Để cho rau muống ở trong đó. Mấy cái củ khoai đồ. Bên kia người ta bán quá trời luôn, bán chuối, bán bưởi gì nhóc luôn. Đang mua ổi nữa. Cái ổi này to đùng luôn, tươi ngon luôn. Rồi, bên kia có ông kia đang gánh bánh xe buýt. Gánh xong rồi, nhăn ghê luôn. Đi qua quầy đây mình coi, bên này bán quá trời luôn. Đấy, chuối đủ loại chuối luôn nha. Đây, coi bưởi là đã chưa. Thăng long đồ. Bắt luôn. Ôi, mấy cái na nhãn này nhóc luôn nè. Nhiêu ký thì khác 2 chị. Đủ tiền chị gái ơi. Bán gì thôi. Rồi bán mấy trái bí xanh gì đây nè. Trời ơi, đã chưa. Rồi lại đây coi bà này bán cá. Bán gà. Đây mình thấy người ta bán chuối đủ loại, đủ rồi. Rồi tôm cá tươi luôn à. Rồi bán mận nè. Mận với thăng long ngon ơi là ngon. Đây hàng rau. Đó cái nó khô lên nè. Thì em mới làm xong luôn. Mấy con gà. Mới làm xong luôn á. Kì bán rau quá trời luôn nè. Bên này bán cá. Đi chợ như vậy vui và thú vị lắm mọi người. Đây, để bán cần nước nè. Rau gì, rau rút nè. Rau rút nè. Rau muống nè. Đủ loại rau. Kia người ta bán thịt heo à. Mua gì hả? Mua vịt lòn hả? Đá vậy? Biết lượm không đó? Biết lượm không? Được con vừa, đừng có già quá. Non quá ăn cũng không ngon. Ai vịt lộn à? Nhìn đã chưa? Rồi. Vịt lộn này bự ha, con nào nó bự. Trứng vịt lộn. Bao nhiêu? 60.000 10 trái hả? Chục 10. Chục 10 chứ phải chục 12 nha. Chục 12 chứ không mình chục thôi.
Ở đây chỉ có miền Trung là đây, đây ra Bắc là chỉ có miền Trung là chục nghìn hai. Đây mình thấy có tôm cá gì nhóc luôn nè. Đây em gái mình đang đi chợ đây. Trong này cái đường bây giờ cũng rộng rãi, hồi trước là chật chội á, người đi qua đi lại còn chật chội, nó khi là xe. Cái gì hả? Đồ hú à? Đây. Cá, đồ nhóc luôn. Mấy con tôm tươi này đá cho mọi người. Rồi bên này mình thấy cá tre. Cá lóc nè, cá lóc chà bá luôn. Rồi mấy con cá rêu hồng người đã chưa? Cái này cá cha hay gì nè? Cái này bán ốc hương à? Ốc hương. Cái này để được lâu không? Không có để năm đâu. Không có để năm đâu. Không có để năm đâu. Bữa nay ngon lắm. Nghèo quá. 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 Gái mình đang mua nghêu à. Có cả sò điệp hay gì nữa. Rồi kêu bà làm cá. Rồi đang làm cá. Mình khóa thì coi quay những cái cảnh như vậy. Đi chợ như vậy rất là thú vị nha. Ai chê dơ dơ bệnh bệnh chứ mình không quan tâm. Dơ dơ bệnh bệnh ở đây chui da chứ đâu chui da mà dơ với trà bệnh. Cái chợ này là gần nhà mình luôn á, chắc cách nhà khoảng mấy trăm mét á. Chợ này chợ gắn liền với tuổi thơ luôn á. Hồi xưa là nhỏ nhỏ là hay đi ra đây là đi chợ ngoài đây nè, đi theo mẹ đi chợ. Ở đây người ta bán cá rất là tươi ngon nè. Người ta làm cá. Mấy con cá này giống cá cha tổ bố luôn, cá bà sa hay gì. Kia mình thấy có cá gì, cá nục rồi, cá chê, mấy cái đầu cá hồi. Ồ, mấy cái mấy con này, mấy cái đầu con mực này. Mấy con cá rô phi đen riêu hồng rồi cá rô tổ hồi, đằng kia có cá rô tổ bố luôn kìa. Rồi bên đây mình thấy cái bà này bán tôm mà. Này, quay thịt heo. Đây mấy cái tôm này nhìn đã chưa, tôm càng xanh này. Đấy hải sản đây đã chưa, tôm càng xanh. Rồi mấy con mực chà bá luôn này.
mấy con bạch tuộc, con gái mình đang mua cá rô hồng, bà đang làm cho này, người bán cá bán gì tươi sống luôn. Mình coi mấy con cá, cá phi, cá rô bự. Dạ. Mấy con cá rô bự không? Đưa mặt quay lên đi. Quay em rồi, kiếm chồng. Quay em rồi, quay nó đi. Cách quay lên như đó. Hỏi nhỏ gái cho kiếm chồng, gái chồng làm. Quay lên thấy em, tự nhiên cái máy tính hình lên. Cái cảnh tượng. Ê, chị muốn kiếm mà nước nào mà giới thiệu cho. Quen khắp khắp Nam Châu luôn. Khắp Nam Châu. Làm tính tích hả anh? À, chưa chồng luôn nha mọi người. Nếu chị bán cá bán tôm tôm càng xanh này nè. Chị lên số điện thoại gì hết luôn đi. Tháp xuống à. Đấy. Facebook cái gì lên hết luôn á. Về kiếm số điện thoại đơn anh. Số nhiêu chị? Đấy, em gái đang mua tôm càng xanh nè. Trời, tôm tươi ngon ghê luôn. Mấy ký? 17,000 ký hả? 17,000 17 mà tưởng 17,000 ký. 17,000 ký là cái hốt sao? Càng xanh mọi người, 170 ký. 10 con. Trời, nó còn tươi, nó nhảy lên đặt cơ. Không có càng thịt bò. Đang bật tay rồi. À, đẹp trai lựa giùm em đi. Cái gì cũng đẹp trai. Quay đây nè nè. Chân dài em quay, quay mấy con tôm. Nãy quay quá trời rồi. Dài nó đúng thế đó. Bảo là chân dài. Nãy quay quá trời rồi. Xin số điện thoại Facebook gì nhóc luôn rồi. Chồng á. Em lên nha. Ai quay rau củ quả. Thích dưa leo ở đây ăn rất là ngon và giòn nha. Cái dưa leo này nè, là nhỏ thôi mà ngon bá cháy luôn. Mua cái gì? Xà lách son ở cần tây. Cần 20, xà lách son bó 10,000. Cần 2 ký 20. Bó đó 10,000. Còn ông nguyên ký 15, bác sư được ký 10,000. Cô này cô đang bào bò qua nè. Bào nhiễn chưa? Rồi. Ngàn ký chị. Ông kia ông đang bán rau củ quả quá trời người đi chợ luôn nha. Người thấy đường chật chội không? Chợ xe người ta dồn cho người ta đi quá trời luôn. Rất là đông người nha, rất là tấp nập và vui luôn. Người bán ốc bươu mọi người, ốc bươu to trò bố luôn nè. Bên này ốc gì à? Cái gì con gì à? Chém chém à? Cái này cái ốc gì à? Ốc đá. Ốc đá nha mọi người. Nghêu nhóc luôn. Bữa nay mình được trải nghiệm đi lại khu chợ gắn liền với lại tuổi thơ. Cái khu chợ này hồi xưa sửa là nó không được sạch như vậy đâu. Mấy cái đường này là không có tráng nhựa đâu, đường xình lầy với lại đá với lại gì đó. Đi về là cái hai cái chân là giống như lội bùn luôn á.
bây giờ người ta tráng dừa nó sạch sẽ như vậy nè. Đó, đi lại trải nghiệm rất là thú vị nha mọi người. Thôi video tới đây mình xin dừng, xin mọi người like và đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào mọi người ạ.